Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tí Long. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn và giải thích cho các bạn một vấn đề cực kỳ quan trọng trong bóng bàn mà ít người giải thích và nói cho các bạn, đó chính là trọng tâm. Trọng tâm chính là một điểm ở giữa một vật và cơ thể của chúng ta, giúp cho vật đó và cơ thể của chúng ta được cân bằng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trọng tâm đóng vai trò quan trọng như thế nào trong bóng bàn. Nếu như tư thế chuẩn bị sẵn sàng các cú đánh của các bạn đứng thẳng và cao, hai chân gần bằng nhau, thì khi đối thủ thực hiện cú đánh ở góc xa, các bạn dễ dàng bị mất thăng bằng là do trọng tâm của các bạn là sẽ bị lệch khỏi hai cái đế trụ. Hai đế trụ của các bạn lúc này chính là đôi chân của các bạn, thì chúng ta dễ dàng bị mất thăng bằng. Và nếu như khi các bạn ở cái tư thế chuẩn bị sẵn sàng, các bạn hạ thấp trọng tâm bằng cách là gấp hai cái đầu gối, thì lúc này nó sẽ giúp cho các bạn là ổn định và cân bằng tốt hơn khi các bạn thực hiện các cú đánh, vì trọng tâm của các bạn luôn luôn ở trong hai cái đế, đó chính là đôi chân của các bạn. Và các bạn có thể thấy là trong bóng bàn, các vận động viên hàng đầu thế giới họ giữ trọng tâm thấp, họ có thể thực hiện những cú đánh tấn công liên tục với tốc độ nhanh, độ ổn định và chính xác rất cao. Và các bạn cũng có thể thấy là những cái chiếc xe hơi gầm thấp hơn, trọng tâm thấp hơn, khi chạy với vận tốc nhanh vào góc cua vẫn giữ được cái độ ổn định rất là tốt. Casi lo logramos a 82 km por hora, pero la rueda delantera derecha pisó la base del primer. Như các bạn có thể thấy, những cái chiếc xe hơi với cái trọng tâm gầm cao hơn thì rất là dễ mất thăng bằng, mất trọng tâm khi thực hiện cua với tốc độ rất nhanh. Understeering straight on or rolling over completely. It's a test that was made. Và ngoài hạ thấp trọng tâm thì các bạn lưu ý, các bạn còn phải gấp lưng xuống để
cho tầm mắt của các bạn thấp hơn, các bạn dễ phán đoán được cái độ xoáy từ những cú giao bóng, từ những cú đánh xử lý giao bóng của đối thủ. Và điều quan trọng là các bạn sẽ định hướng được lực của những cú đánh của các bạn luôn luôn lao đến phía trước. Và điều quan trọng nhất để các bạn phát huy được tối đa lực đánh của những cái cú tấn công của các bạn thì các bạn phải chuyển trọng tâm ổn định theo quả bóng. Như kỹ thuật giật thuận tay thì các bạn là chuyển trọng tâm ổn định. Và kỹ thuật trái tay, khi bóng bay sang, bóng chạm bàn, nảy lên thì các bạn cũng chuyển trọng tâm ổn định và thực hiện kỹ thuật đánh. Chuyển trọng tâm, thực hiện kỹ thuật đánh. Và đa số những người chơi phong trào thường mắc lỗi chuyển trọng tâm do các bạn là chuyển trọng tâm không ổn định nên dẫn đến những cái cú đánh của các bạn cũng không ổn định, dễ ra ngoài, nó thiếu chính xác. Và tương tự, cũng giống như những cái kỹ thuật xử lý đỡ giao bóng của các bạn thì các bạn cũng bị lỗi trọng tâm, hay cả những kỹ thuật phòng thủ dẫn đến hiệu quả thi đấu của các bạn chưa cao. Trọng tâm là vấn đề quan trọng mà các bạn thường hay mắc phải. Các bạn cố gắng cải thiện được trọng tâm của mình thì những cú đánh của các bạn sẽ chính xác hơn, uy lực hơn và ổn định cao hơn. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho tôi một like, bấm share, bấm subscribe để ủng hộ kênh của tôi ngày càng phát triển hơn. Và nếu các bạn cần tôi tư vấn thêm về cốt vợt, dụng cụ bóng bàn thì xin hãy nhắn tin cho tôi qua số điện thoại. Xin chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo.